Ok, hello, xin chào các anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi. Tối nay thì Khải không nhặt được món này em ơi. Món này của ai vậy? Món sông đao của ai vậy? Ai auto đánh nó chết rồi anh em, không nhặt được em ơi. Ok, không nhặt được sông đao. Ồ, được rồi, ok. Rồi, tiếp tục đi anh ơi. Mày bắn đầy đủ vậy, cứ việc thả đi. Bốn con, ba con đó, cứ thả đi. Rồi. À, anh Phong Ca là một cái gì đó, nhặt đồ anh ơi, với em vứt ra luôn nè anh ơi. Ra ngoài vứt đi luôn em ơi. Này. À đây, anh auto sẵn ở đây. Đồ ngon mà đồ. Sốp này. Ở một đại lưng chó 40 này. Bốt kìa, anh em đọc bốt kìa. Đây, anh em đọc bị kẹp. Anh em đừng đứng trước chặt kẹt anh em đọc rồi. Được anh em. Dây chuyền. À, ghi bánh có tiền sân chưa anh ghê. Rồi, anh em đọc đánh em ơi. Chưa. Nó bạc bạc cái gì Việt nó đây. Thôi nè. Hồi đó anh em đọc kết bùa nè. Ờ, giấc bùa đây. Nói chung thì tối nay đánh boss giùm cho anh AK trong bang nha nè. Ông anh AK trong bang nha. Rồi Khải phụ đang Khải bói đồ giùm anh nè. Hello này mới vô nha. Rồi, anh em đọc đứng dậy anh bùa thôi. Đây anh em. Giày, vũ khí. Được một cái dây chuyền này. Áo này. Quay gia truyền, nói chung vài khí cùi quá. Phù anh em ơi, phù bán shop nè. Đây anh em, bỏ đồ cho anh em xem nè. Chung lần này thì đánh giùm cho anh em trong bang thôi nè. Chứ còn không phải của Khải. Số. Anh lọc đồ anh ơi, em vứt đồ cho anh lấy nè anh Phong Ca ơi. Anh lấy trang sức cơ, còn đồ nào ấy thì vứt điểm. Ok, mấy đồ kia vứt đúng không? Rồi, trang sức anh bỏ mạc trên này nè anh, trên gấp trên cao này anh ơi. Anh thấy không? Anh nhỉ. Rồi, lầm nè, lầm nè. Lầm nè. Rồi. Đó là thêm một gia truyền nữa, em coi gia truyền gì đây. Ôi, cháu muốn mua dòng 1. Ôi, má không có kháng cả. Rồi, anh xuống nhặt đồ này. Cứ dạy mà làm thôi anh. Chị hai sao bọn đồ sắc vậy? Không coi. Em chuẩn bị sẵn 2. Hello này mới vô nha. Đồ xanh này, đồ xanh thằng em nào lái không? Lầm phoi này, hơn chút rồi. Rồi, ok, như đây. Ừ, anh cứ thả đi, xong bắt anh. Ôi, không có sắc, không có tốc độ đánh. Sao em like cái màn hình Discord không được này. Không được em. Em chỉnh cho một màn hình to màn hình là được mà. Kháng loại 28. 24. Ngọc bội anh ơi, lên lấy ngọc bội. Ui, bao tay. 2540. Kháng thổ. Áo. À, anh ơi, thằng em nếu khác là đỡ cho ông AK ông nhặt mấy cái trang sức đi em. Không đéo tay, em không đéo tao. Vứt ra em nhặt tay thôi. Ừ. Cái trang này rồi. Rồi. Vũ khí phôi này. Có vũ khí thứ vũ khí đó. Phôi anh. Anh nhặt đi không? Phôi này, trời, mấy phôi đẹp không luôn á. Rồi, một gì? Shop này, mấy này shop này. Bao tay này em ơi. Xem chóng này anh em ơi. Khăn lô hàng 4 phôi này. Rồi, còn cái này không quan trọng shop này. Hello này mới vô nha. Dì Khải chung đây một tối xem live vậy em ơi. Một cái chì khăn băng 23. Ê, em lấy cái chì khăn băng 23 làm phôi luôn em ơi. Đây nè. Rồi, cứ gom phôi cho anh đi. Gom cho anh đi cho bang đi. Rồi, xuống nhặt đồ anh em ơi. Nhặt đồ này. Đó, cứ việc dạy mà làm thôi nè. Anh bao nhiêu con vậy? Bao nhiêu con vậy anh Phu Ca? Anh không biết. Không biết luôn á. Đục, càng dữ người ta. Mít mẹ mấy con à. Trang sức này. 4 trang sức này anh ơi. Ok. Hello Hiếu là vị. Hello anh em nha. Hello John Smith. Hello tất cả anh em. Đây. Nhặt đấy em không để ô tô ra. Em nhặt. Dây chuyền này. Kim này. Sấu dông này. Ngọc bội này. Nhẫn này. Nhẫn ngọc bội này. Rớt anh ơi. Rồi tiếp tục. Khải bêm lần bài bóng. Đúng rồi anh Kiều Nghiễn ơi. Anh Khải đang bêm lần bài bóng nha anh. Rồi, thả tiếp anh ơi, vô vị trí thả tiếp đi. Còn hai món gì mà bói món này nữa. Đó, nằm động thì đứng làm vị trí luôn nè. Đứng nó đam đầm ẩm, nhạc đồ quạt mỏi luôn nè. Xốp nè, xốp nè. Nãy chưa có món nào đẹp nè em ơi. Chê. Ai cầm bạc đấy không, ai cầm bạc đấy không. Chê anh ơi. Tìm bạc đấy. Anh cần bao nhiêu, không phụ gì được hả? Đây, anh ừ, anh Lưu Tư Dương bắt anh phù gì á, lầm lên. Ừ. Lưu ba đang nghiền cũng được chứ đâu. Ừ. Thúy Yên đánh là xe à Khải. Đúng rồi, Thúy Yên đánh là xe đó anh em. Nói quên. Đây, xếp một bánh của Thúy Yên rồi nè em ơi. Xếp một bánh 12 của Khải rồi nè. Từ đầu xe vừa đến giờ nè. Cái nói siêu phẩm cũng từ cái set này nè nè. Đó, 3 xếp một bánh 12 đó. Vũ khí độc sắc. Rồi, vô nhận đồ. Hello, anh em đang xem live nha anh em ơi.
Hôm bữa giờ anh em xem video Khả anh em cũng biết rồi, xem bot thì đến bao giờ bắt máy người ta. Biết bắt máy này. Rồi lần này làm không biết là có ra siêu phẩm hay không nha anh em. Không biết ra siêu phẩm hay không nha. Anh em chờ chút. Hôm trước là bắt 36 rồi anh em. Hôm trước là bắt 36 làm bài bot rồi. Lần này thì Khả tiếp tục sang cho anh em trong bang anh em. Cùng xếp bánh 12 như nãy thôi. Và hôm nay thì bắt 37. Anh em xem ủng hộ like nhiệt tình thì anh em trong bang sẽ sang tiếp nha anh em. Đây anh ơi, lên nhiệt độ. Lên nhiệt trang sức anh ơi. Này này này, này nhanh cho đỡ. Ăn nó đam ngồi mì anh ơi. Ngồi mì nó đam ui gần chết luôn rồi. Ôi, đừng còn nhận siêu phẩm nha anh ơi. Mấy món siêu phẩm tí em vô giờ sâu nha. 40 ngon đấy anh ơi. Cái món hồng kim môn phái này món gì vậy Khải? Một áo cớ nghiệp thiên môn bang với lại một cái áo con lôn xuân tinh. Ai đây em ơi? Đam bốc được ở ngoài mì được. Bên mình thì được cái cớ nghiệp, áo cớ nghiệp. Cờ nó đi đợi cho nó đánh đi. Một nón phôi này Hưng ơi. Được chưa? Đây anh ơi. Thả đi anh ơi. Đủ. Được. Bắt đại nhá. Bắt đại nhá. Hết rồi hả? Được nó nhắn làm giảm 40 là ngon rồi. Hết rồi mà anh. Hết rồi. Ok, từ từ thả bắt đại đưa thả nha. Anh thả chết rồi. Đưa đây. Từ anh Khải ơi, nó đang đam ở thí ngâm mì 50%. Còn nó em cho anh em đi ngủ em mà. Giúp giật em này anh ơi, em thả cho. Anh không biết thả là chết cả tem luôn. Giúp giật em. Có đại đâu. Rồi chuẩn bị anh lên anh nhận thêm ít trang sức nữa này. Còn khoảng gần chục món nữa này. Anh không có bot 30 tháng 4 hả? Quất cái này luôn, quất luôn chưa? Bot đấy không biết để đâu rồi, chắc là hết thời hạn. Chắc hết hạn bà rồi. Ok, bang bot đại nha. Nói chung gặp anh lên đây nhặt đồ này anh ơi. Lên đây. Nãy thì xanh cũng gần 30 con bot lần bài bot mà anh thua em ơi. Giá chuyện này, phôi này làm rác, làm phôi hiền tinh này. Ôi, ngập bội ngon anh ơi, 15-40 chón. Nam, một cái ngập bội sức mạnh làm phôi này. Phôi này. Phôi luôn anh ơi. Rồi nhận áo này phôi luôn, nón này phôi luôn. Rồi ok, anh Phong Ca xem được cái nhẫn này nè em ơi, con bang này. Hai món mát này. Rồi, giờ đến lượt Khải thả bot hồng kim cho anh em. Thẳng lần 3 con luôn nha mọi người. Vô vị trí đi. Giờ này trước khi đánh thì anh em vô vị trí nè. Vô vị trí trước đi. Ừ. Rồi, con xếp em vô rồi. Nhích con thi yên vào tí nữa trời. Ok, đến chỉnh thi yên á. Vô vị trí nè. Rồi. Vô vị trí đi anh em ơi, anh em có giờ đang quyền con lông sát vô vị trí rồi anh em. Ai có và đang quyền cộng con lông sát qua 3 lần vào vị trí bot anh em. Lấy 18 triệu. Mấy con? 3 con em ơi. Thiên nhận cũng được. Thiên nhận cũng được, đúng rồi. Thiên nhận qua đang vẫn là đam được nha. Đâu anh em? Còn ai nữa không? Vô phụ anh em chứ nhiều này đánh hơi canh ấy. Nè không nói, không chưa anh chưa. Tầm này chưa đánh được ít nhất. Chết với hồ kia được rồi. Không đủ đâu. 3, 4 ạc. 4 ạc không đủ em ơi. Ít nhất phải 7 ạc đến 10 ạc. Đánh nhanh hơn. Hiểu không? Bất đại mà. Hay là giờ này anh. Nếu vậy thì thôi mà đánh từ từng con nha. Ok chưa? Ừ. Đợi em mua máu ok. Đợi 33 lên. Thêm người đi. Đúng rồi, đang bắt 37 anh em ơi. Đang bắt 37 còn 3 con bất đại nè em ơi. Di Khải chào lại Tướng Nhỏ nha. Server còn 2. Em thay mặt anh Khải chào anh Tướng Nhỏ. Server còn 2 bang. Cố gắng chơi sao. Fan play tí. Đợi 20 ngày nữa gộp server. Thôi anh Khải không cần nói nhiều nữa. Bồ vô nước. Con đồ mộc dễ, con này họ đánh nhanh em, có hăng thấy nhanh quá. Anh em xem đam bot nhanh nè. Cái này cứ đam thoải mái em ơi, tí nữa anh cắn full lắc cho. Không cần nhường đam đâu, cứ đam thoải mái thôi. Đam thoải mái cho nên chết đi. Tại vì nhường đam là nó hồi máu, đánh không kịp đâu. Ừ.
Mình thì mình nói ít hiểu nhiều nè, mình chỉ chốt mấy con ngắn gọn nhanh cho đỡ, mà nói Khải hồi xưa ít nói thế giới lắm. Vấn đề ở đâu mà nói làm gì. Miễn sao anh em hiểu Khải là được. Đó, hiểu băng áo là được, băng áo chơi như thế nào anh em đủ hiểu là được. Không cần phải giải thích người ta cho nó khổ nữa. Tầm này thì cũng từ bản mình ra thì cũng là anh em hết, vấn đề đâu. Giờ hiện tại vấn đề đầu tiên tiếp theo đó là chơi sao cho nó vui, đến lúc gộp server hợp lý. Hiện tại như thông tin bây giờ Khải biết khoảng tầm hơn 20 ngày nữa gộp server nữa. Hơn 20 ngày nữa thôi ấy, mùa event sau nữa gộp server ấy. Mùa event sau nữa gộp server ấy nè. Gộp server thì lại ăn hành tiếp. Đúng rồi. Bên kia khỏe lắm. Bên kia khỏe lắm. Gộp server mà hai bang không thống nhất lại với nhau thì bị thằng ghê nó đập nắp bét thôi. Vậy thôi. Cố gắng giữ chuẩn bị mua tốt của bên kia vậy trời. Đúng rồi. Là hợp lý không? Tầm này cố gắng kiểu như mấy câu lạc bộ Bayern Munich rồi đúng không? Thằng 2 mua hay gì hết. Nói chung là tầm này mình cố gắng duy trì hoạt động cho đến lúc gặp server. Theo Khải biết còn hơn 20 ngày thôi, không nhiều đâu. Xong cái gia tàu 4k, xong đặt mắc 120 là xong, bắt đầu gộp đấy. Chậm nhất là 20 ngày thôi. Chậm nhất là 30 ngày, còn nhanh nhất là 20 ngày tầm đó. Cố gắng chơi sao cho nó đẹp là được em, nó vui là được, cái vấn đề đâu. Áo này full moon down. Từ đó đến lúc gộp server thì chắc là rương hồn kim bông phá chắc khoảng tầm 2-30 rương. Đó, 2-30 rương có đâu nhiều. 2-30 rương thì nó còn dao động khoảng tầm mỗi người cao lắm khoảng một món. Không biết bên kia như thế nào cũng không biết được nè. Bên kia như thế nào cũng không rõ lắm. Hồi nãy xem boss được hai cái này rồi nè. Nhắn 540 cũng ngon nè. Sinh lực hữu lực thông pháp chậm chậm. Rồi hướng kinh nghiệm anh em ơi. Anh đang cây đâu hướng nghiệm nè. Ủa chính anh đâu sao không thấy. Đứng bên cạnh mày à. Đứng bên cạnh em à. À đâu. Sao không thấy ta. Nhìn thế này chứ còn lâu. Ủa sao không đứng cạnh. À à thôi 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 rồi. Ok. Bị chết dạ. Hút mana đi, hút mana đi, hết mana lùng xét vào. Lùng xét hả? Đợi ra mất, đợi qua ra vứt cho. Đứng đó, đợi ra vứt cho. Đâm đọc bùa thêm cá nữa nè. Bùa nè, bùa nè, bùa nè, bùa nè, bùa nè, bùa nè. Rồi. Ờ, quên đi á. Ai 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 mua giùm cái dấu sao trên đầu rồi. Ờ, mua cái. À, lấy tạm đi. Mua cái nút trên đầu rồi em anh đánh rồi. À quên anh con gà. Chắc chết rồi về mua thể, chắc chết rồi mua thể. Đó nè, ok anh, ok anh. May mắn này, may mắn này, cánh may mắn nè. BT anh, BT anh. Em đâu? Em tên gì? Ba 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 ba. Ba ba ba, em mới chết hả? Nút cái kia vô chưa? Nút cái kia vô chưa? Nút cái thiên sơn nha. Ba 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 tới rồi. Rồi rồi. Lâu. Tính nói là ba ba có thiên sơn vô. Rồi. Xong boss. Kỹ. Lầm đồ, lầm đồ, lầm đồ. Ôi, trang sức khá nhiều anh ơi, ngon ấy. Để em phụ về nhanh. Phụ về nhanh em bói tiếp cái món khác này mày. Còn một mớ đồ chưa nhặt được kìa. Ờ, thằng 33 là xin cái nhẫn hỏa kìa. Xốp nè, xốp nè, xốp nè, xốp nè, xốp nè. Rồi, đã lên nhặt cái đồ nữa này mày. Ok anh ơi, đợi tí. Một cái chì nè, qua kia làm cái chì nè. Anh em mua cho em cái ngôi sao trên đầu anh em ơi. Anh giao dịch là anh Joshua rồi. Hai chơi. Anh rồi. Mua luôn đây, anh mua luôn đây, anh phụ gì anh mua giùm em luôn. Chẳng ai chẳng về mua mà la. Không, nó đang đứng gốc, nó đang đứng gốc. Đang đứng gốc. Chơi shop này anh em. Mua giùm em luôn, ra đứng bật giao dịch em. Chơi shop. Ôi, chơi dòng foil này được foil này anh em. Foil 93 luôn. Chào anh em đang live anh em ơi. 130. Mình đang chân lùng những. Ôi, một đai lưng. Một đai lưng cũng ngon á. 540. Một tay shop. Anh em nay ghệ cũng có like bên mạng YouTube á anh em ghé qua đó gõ ghệ 81
Gaming anh em cho ghé một like một xe nha anh em. Đây này, giao dịch này. Đâu giao dịch đi đây. Đây, phone em ơi. Dạ đúng rồi. Này, này. Butter anh Tâm, Butter đúng rồi. Còn solo Butter nào, Butter anh Tâm Thánh rồi lấy 16 triệu con. Là sao? Trong Butter có kinh nghiệm luôn hả? Được 10 triệu với 6 triệu. Ở đâu? Dạ Butter Tâm Thánh vô, ai biết. Butter Tâm Thánh đâu? Rồi. Thánh đâu? Dạ thế. Anh này. Đâu được rồi. Trong Butter được kinh nghiệm nữa hả? Ờ được 10 triệu với 6 triệu. Ngồi chỉ được có 6 triệu thôi. À rồi ok. Butter vô, Tâm Thánh nào? Còn slot không BT bỏ đăng em với anh. Thôi em ơi, còn một slot cuối cùng. Còn slot đang bóp rồi. Anh này. Này bật cái bảng lên. Rồi vô tôi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Còn tiếp theo. Giờ em thả hai con cho nó nhanh nha anh em, nhanh đi ngủ nha anh em. Ok không anh ơi? Rồi thả em. Rồi ok, lên đây nhận đồ, lên đây nhận đồ giao dịch anh ơi. Lên đây lấy đồ anh ơi, đánh được cứ thoải mái. Đây. Lên ok này. Ngọc bội này, đai lưng này. Ngọc bội này. Ok anh ơi. Này, đứng hưởng kinh nghiệm thôi anh em. Rồi anh em đọc buồn ấy. Hello anh em mới vô nha, anh em mới vô cho Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Xem đồ tí em ơi, Khải ơi nhớ quả lâm quá. Ok anh Hậu Đạnh ơi, ok anh ơi. Hello Hoàng Ngô nha. Bên kia hai một cuốn 34 con đồng đào à. À ok. Ít hôm nữa gặp server anh em. Chắc khoảng tầm chậm nhất là 1 tháng. Đó anh em. Sẽ đăng ban thời hạn 7 ngày đó. Bùa không có bùa nào rồi. Đợi em tí, có full bùa anh ơi. Có bùa. Mục tiêu còn bóp nữa, bóp đại nữa ra thả kiếm chi lùng những cái nick anh em ơi. Ừ, nghĩa này nó đang nghi vấn mà nó có thấy anh nghi vấn đâu. Đó, nói chung là đánh cái này thì Khải có đường bồn Khải sấy nhanh anh em. Anh em nhìn đam nha. 200 đúng không? Có đường bồn sấy nè. Vô tiền. Sấy rồi, hồi nó uống cái chết bây giờ. Sao chết được? Không chết được, thoải mái. Đứng ghép nè, qua ghép bên này, qua chỗ cái thiền gỗ. Thôi đến qua thiền gỗ kia đứng nè. Hợp lý. Đứng ngay chỗ thiền gỗ ấy. Đứng đây này uống cái chết bây giờ. Sát vô luôn. Rồi, sát rồi. Rồi, nụ. Rồi, dạ thôi anh em. Nhanh còn lẹ, bùa. Bùa ngay cho anh em đừng bông lên đàm này. Đó, 400 thôi chưa. Lên đây. À, ok. Đó, nói chung sẽ đồ khả như vậy thôi anh em. Nè, cũng không có gì nhiều. Nón nè. Áo nè. Bộ tay nè. Đó. Đang cầm cái nào hút đỡ đánh cho nó lẹ nè. Chắc khỏi tốn bên này nè. Tại khả năng có 4 kỹ năng nè. Đó, phi phong nè. Mặt nạ nè. Vàng chủ nhất kỹ 4 kỹ năng. Đó. Không anh em ơi, không anh em ơi. Anh em đang xem bát 37 này cho anh AK cũng như Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Không biết là hàng bộ đài này có rương hồng kiếm môn phái hay không. Nó có xác suất thì rương hồng kiếm môn phái anh em. Nếu như video này lên rương hồng kiếm môn phái luôn là hot luôn anh em. Đó. Chỉ mong sao mà có là hot luôn anh em. Phong ca ơi. Tí nữa ra rương là khui liền luôn nha. Ok, đưa em khui luôn. Ok luôn. Được, hợp lý, nó là hợp lý anh em. Cho em khui. Được anh khui. Em không cho em khui. Lần sau. Đó, hai con này chắc chắn nghiên cứu có một rương này mà. Cố gắng, hình xui, nói chung là cái này hình xui nè, chứ không biết chắc chắn được. Mình chỉ mong sao nó rớt là được nè. Mong sao nó rớt là mình khui rương hồng kia muốn phá luôn nè. Hợp lý, đó là hợp lý. Lô anh Phong ơi. Cái căn lôi lấy hút sao anh? Anh hút tổ tiền lắm. Rồi bốn lần chết này em ơi. Vô. Hồn kia môn phái này em ơi. Tí inbox bạc nhà được, ok chứng lê ơi. Cố gắng làm được hồn kia môn phái này em ơi. Cố lên.
bùa này không em đọc này, full bùa nè, là bùa này, auto luôn, auto đẹp luôn, kháng banh này, phòng thủ lý này, kháng độc này, kháng độc này, kháng tất cả này, kháng lôi đâu, kháng lôi này, đó, ôi nãy quên bốc kháng lôi gì lâu vãi, họ đang kháng lôi đó nè, trời ơi ngáo vãi, nãy quên kháng lôi, nãy quên kháng lôi nè vãi thiệt, ai bốt chết, mày nhận đồ. Dương. Siêu phẩm đồ quá tửu, má hai bình quá tửu, má đen tiếp tục. Chị sẽ không ăn cái thiên sương bảo lộ à? Có chứ, em không có, đây là đồ hết, nhiệt đồ ngay. Chị sẽ cái gì à? Đồ ngay. Bả đồ đi kìa. Không hiện thiên sương lên kìa. Anh nhiều dòng lắm, tất cả cái trong bờ tơ là cắn nhiều dòng lắm là không hiện á, hiểu không? Trên đầu rất là nhiều dòng đó. Đủ má trang sức nhiều vải. Thôi lên bói làm trang sức á, đã nói trang sức nhiều vải. 40 theo số 4 mà. Cái gì? Cái cấp bự chỉ 40. Nó đủ được 50 trang sức, 4 trang sức. Cái gì? Đây, tốc độ chuyện 40 chữ số mà em. Nè. 39. Không phải hồi nãy coi dài 40. Ừ. Hai đôi luôn ạ. Đồ anh đâu có, anh thấy đâu có phải đâu ta. Anh nhìn là kỹ lắm sao mà số 40 có, được. Có. Không có. Sao mà số 40 được em? Anh nhìn thấy đôi giày anh ngừng lại liền mà sao mà số 40 được. Có, mà thấy số 39 nữa. 39 nữa thôi. Anh bói đồ là bén lắm. Anh trên này. Rồi, xuống dưới. Cái thay giờ rồi là con thiên anh kết thúc á, chứ không phải con đường môn đâu. Thiên kết thúc á. Em nhặt được một quế tử, một tinh hồng. Ai giao dịch lại tí được không? Bói nhẫn ra. Nhẫn có rồi, nhẫn 500. À, bói mấy cái này, quên. Cái bói này. Sinh lực, lực. Rồi. Trời, 3.000 bói kim rồi nè. Không gì quan trọng. 4.000 bội kim. Anh Akai ơi, ra lấy trang sức này anh ơi. À đùa mà, bội kim mà không có vũ khí à. Ừ. Không. Không có vũ khí. Không đôi, có vũ khí. Đôi giày cũng đẹp quá chứ. Đôi giày này xe chả đang ăn cũng được ấy. Đúng không? Ngọc bội thấy, không ra. Ngọc bội kim hết rồi mà. Ngọc bội chó đó. Đấy là ngọc bội chó là đem mang giày kim. Đúng rồi, nè, được bò luôn nè. Đó, cái nào bò nếu mới đôi giày nó là đi bộ đó. Đúng rồi, đi bộ xe luôn á. Rồi, phụ đao cho nó lẹ nè. Em về mua máu, em mua mà đạp. Phụ vậy. Vô bùa nè. Đó, vô bùa ấy. Ok, mất bùa nha. Nhưng là giờ nó không có kinh nghiệm nữa hay sao ta? Sao không có, này có mà. Thì màu không đâu có rớt được kinh nghiệm gì đâu ta. Có, quất đại có kinh nghiệm mà. Em nghĩ là không phải, có. Thiếu chữ. Thiếu đam, anh em phù vào một món thiếu đam. $400,000, lên đi. Thôi, mình chọn 8 ngon rồi. Ép dòng máy em. Ép cái gì? Có tóc hay phục hồi 40 không? Uầy. Đúng rồi, áo phục hồi 40, ok. 4 viên thì tin là 4 đại là auto 30 cho nó chắc kèo em ơi. 3 viên cũng được, nhưng mà nguy cơ, cho 4 viên là chuẩn hơn. Nửa máu rồi, con này nửa máu, đợi bớt gần chết, bói tiếp nha nè. Ok anh em ơi, hiện tại anh em đang xem thì nói chung đừng quên ủng hộ Khải, một like, chia sẻ video xem bot này cho vui nè. Trong ban Khải sẽ cố gắng
mua thêm nhiều lần bài boss và sang cho anh em hưởng kinh nghiệm, cũng như là sang kiếm đồ, như là kiếm rừng, kiếm môn phái ở cái vị trí này nha mọi người. Nói chung vị trí này thả boss đánh khá là thoải mái, thuận lợi nè. Boss nó ra thì nó không đánh lại, nó không đánh lại được của mình, mà mình đánh nó thôi nè. Đó, khá là ok khu vực này luôn. Trong lần này bắt 37 rồi, anh em xem thì đỡ lại cho một like chia sẻ chơi nha. Cảm ơn em rất nhiều. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào chuông để theo dõi những video tiếp theo, cũng như là những buổi livestream tiếp theo của kênh YouTube Duy Khải Gaming nha mọi người. Anh em cùng chờ đợi boss gần chết, hãy sẽ boss một lần nữa nha. Rồi, cố gắng kết thúc boss anh em ơi. Cố gắng ra rương mở luôn trong đêm nay. Nếu mà ra rương là mở luôn trong đêm nay cho nó cây luôn. Hồi chiều ban kia ra một rương, anh em cũng sang boss như này ra một rương nè. Hồng kia muốn phát bệnh viện á. Đúng rồi, vì băng bác là được 2 rương. Ngày nay là băng bác nhật mình nhận được 2 rương nha anh em. Trời ơi, mọi người phải trướng nữa, anh trướng ai chịu nói. Một like và một chia sẻ mạnh nhé anh em ơi. Donate càng tốt anh em, thank you you. Vẫn dính xương, hết 50 củ rồi đi đâu nữa hả? Ok. Đầu tư kinh quá mà biểu. Lúc đầu sẽ chơi bình bình tà tà mà những khúc sâu đầu tư kinh quá mà biểu. Dù vừa thôi. Tớ kinh quá, đang dính sườn á. Rồi, máu đỏ còn nhít máu nữa. 200 bùa này, bùa này, bùa này. Đâu. Hân xui. Không đủ cắn tiếp chỗ này còn mà lo gì. Phong ca ơi, Phong ca ơi, lô lô lô. Anh nghe rồi, anh nghe rồi. Vì một mình quá tưởng phòng ngừa đi anh ơi, phòng ngừa đi anh ơi. Hello im im im, coi có rồi, im im. Bốn lần chết rồi, khỏi đây anh ơi. Em người giết đủ á, phục một phút rồi nó chết đúng rồi. Ừ, đủ như sức rồi. Thừa. Thừa bốn chết luôn, lạ. Đang có rương rồi, rương anh em, rương kêu. Còn 30 giây, bốt chưa chết thì nút cái ụp. Ừ. Chết á, thua trắng nè. Rương kiểu không phải đậu chờ nhiều đó hay không? Công bằng tỷ số nào? Công bằng tỷ số nào? Bên đây 2 rồi đó. Không. Đi đây. Rồi xong có cái nịt. À, nhỏ quá. Thôi đen chịu thôi biết sao giờ. Biết trách ai bây giờ? Thiên vương thương pháp. Biết chết ai bây giờ? Quá nhỏ. Gì đây? Nhiệt độ 2 ô nha. Hết boss rồi ha. Trời, không có đồ nào 2 ô luôn, vãi thiệt. Hết boss rồi mày. Là cái chì này, không có đồ gì 2 ô luôn. Toàn rác với foil không có gì. Anh Tâm Thánh anh không online, anh chắc anh cũng nhiều. Mấy người ươm cá làm lá thì tin là mấy đồ. Say rồi. Đó này em đi nhậu luôn à. Ừ, ông đi đám. Rồi, bỏ đi mà. Một ba đồ xanh rác không. Phôi. Sắp thương, đánh lầm phôi này em ơi. Anh nghe cây giao dịch anh ơi. Anh nghe cây ơi. Em ở đây nè, em chăn sức thôi. Ok. Đứng im, đợi lá chăn sức nhà anh ạ. Anh này. Anh giao dịch luôn rồi, có đồ VIP anh ơi. Ném luôn rồi, ok. Anh em, được một nhắn 540 sinh lực lực này. Một ngọc bòi 15-40 sinh lực lực kháng hỏa chón nè. Còn lại món này ráp nè. Đó. Dư cái nhắc kỹ nè anh ơi. Bao tay phôi này anh lấy này. Anh không lấy phôi đúng không? Anh không lấy phôi đâu. Anh cho anh em đi. Này. Phôi này. Phôi này. Đôi giày kim anh lấy không? Đôi giày kim của nam anh lấy không? Hay đường hơn luôn. Không, lấy đi em à. Anh lấy cái nhất kỹ không? Hưng đâu rồi? Cái tinh hồng lúc nãy đâu giao dịch cho anh AK luôn anh. Đây em ạ. Thôi anh tiêu anh đấy đâu. Phôi này em ơi. Ok, giờ xong em cầm luôn anh. Phôi này. Phôi nữa này.
quá, đưa nhẫn em chí. 333 giao dịch bên Lộc chi. Rồi. Tưởng anh lấy tinh hồng với thôi con lấy. Thôi. Đi ngủ luôn em ơi. Còn một cái nhất kỹ anh lấy ngoài nhất kỹ 7 ngày anh ơi. Đây đây giao dịch em 7 ngày này, nhất kỹ 7 ngày này. Không ai ngừng xin à. Em xin. Ai xin nhất kỹ? Ai? Em xin. Giao dịch. Rồi, hết em ơi. Một đống vòng hoa nữa, vòng hoa đô tốt ấy. Hoa đô tốt đưa anh ta lựa ăn đi. Nhiều. 150 cái. À, em nhặt rồi đấy. Em nhặt. Một con là 150 vòng. Ok, cái đỡ gồm nó cần trăm mấy cái mà. Rồi, di chuyển gì à? Rút quân rồi nè. Nói chung thì ở cái lần bắt 37 này thì Sen cũng gần hơn 30 lần bài boss. Và ba con lệnh bài đặc biệt thì gom lại cũng không có gì đáng cỡ nè. Cái nổi trội nhất là nhắn 540 sinh lực lực và cái ngọc bội 15 kháng hỏa và 40 chó. Còn lại là không có rước hồn kia môn phái này mà, khá là nhỏ. Lúc nãy thì con bách đài bên đường phiến bên nghe mi á, thì nó đã rớt hồn kia môn phái rồi. Và chân ba con này không rớt nữa. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like, một like chia sẻ ủng hộ chơi nha em ơi. Anh em đang xem đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em. Nói chung là bắt này bắt 37 rồi. Video này Khải up lên anh em ủng hộ thì Khải sẽ cố gắng mua hoặc là Khải sẽ giùm anh em trong ban bối đồ cho anh em xem cho vui nha. Bye bye.